Kính thưa quý vị, những nhân vật trong Star Wars mang nụ cười đến cho trẻ em trong bệnh viện. Những nhân vật anh hùng và phản diện đã tham gia lực lượng trong một cuộc viếng thăm bất ngờ đến một bệnh viện công ở Manila. Khoảng 30 người ăn mặc trong trang phục khác nhau, rất nhiều từ bộ phim Star Wars và viếng thăm bệnh nhân trong khu vực dành riêng cho trẻ em ở trung tâm y tế East Avenue. Những người này còn được gọi là cosplay, là một nét đẹp văn hóa nơi mà những người đam mê ăn mặc trang phục và phụ kiện đại diện cho một nhân vật cụ thể trên truyền hình, truyện tranh hay phim ảnh. Chuyến viếng thăm đã được tổ chức bởi một nhóm gọi là Heroes of Hope, anh hùng của hy vọng, đã quy tụ các nhóm cosplay khác nhau, trong đó bao gồm nhóm hâm mộ Star Wars 501 Legion để tham gia vào sự kiện, vốn nhìn thấy Stormtroopers và Darth Vader phát những thanh kiếm đèn laser cho trẻ em chơi. Một người đàn ông ăn mặc là một hiệp sĩ Jedi cho biết họ đã mang nụ cười và hy vọng đến cho bệnh nhân. Bệnh viện cho biết họ có thể nhìn thấy các em vui vẻ, vì vậy đây là một trợ giúp lớn cho tinh thần của các em. Alma Davao, mẹ của một em bé vừa mới được mổ để loại bỏ một khối u buồng trứng, cảm thấy đây là một kinh nghiệm tích cực có thể giúp cho con bà phục hồi nhanh chóng. Đội ngũ cosplay thường thực hiện những chuyến thăm bệnh viện xung quanh Manila với mục đích giúp cho các em quên đi sự đau đớn hay lo lắng và vui chơi tương tác với các nhân vật.